Xin chào bà Mạnh Giang. Xin chào bà cha. Hôm nay là thứ nhật lễ mục của Ba Ngôi. Chúng ta nhớ là khi chúng ta học giáo lý thì chúng ta thường là trả lời rất là thành thạo cái câu hỏi. Hỏi Đức Chúa Trời có mấy ngôi và thưa Đức Chúa Trời có ba ngôi. Ngôi thứ nhất là cha, ngôi thứ hai là con, ngôi thứ ba là Chúa Thánh Thần. Nhưng mà nếu có ai hỏi ngôi là gì, tại sao một Chúa mà lại có ba ngôi, và tại sao ba ngôi lại là một Chúa, thì thật sự câu hỏi đó rất là khó mà trả lời. Để tìm mầu nhiệm một Chúa ba ngôi tuy là một mầu nhiệm chủ yếu trong các mầu nhiệm, nhưng cũng rất khó để giải thích. Và ở trình độ của con, giới hạn của con, chắc chắn con không thể nào cùng chia sẻ với ông bà anh chị em đầy đủ được, nhất là chỉ trong một vài phút. Nhưng như ông bà anh em cũng biết, ngôi ở đây chính là ngôi vị. Ngôi vị bản tính hay bản thể, đó là những từ của triết học mà trong Kinh Thánh không có dùng đến. Tuy nhiên, từ ban đầu Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy khẳng định Thiên Chúa là một Thiên Chúa duy nhất, không có ai. Và Ngài đã nói với các những người Do Thái ở Israel ngày nay, các ngươi phải thờ kính Thiên Chúa là một Thiên Chúa duy nhất, hết lòng, hết linh hồn, hết chức lực và hết trí tuệ. Nhưng sau đó, trong 3 năm giảng dạy, Chúa Giêsu từ từ mặc khải cho chúng ta biết ở một Thiên Chúa duy nhất đó là Cha, là Con của Chúa Giêsu và người nói đến với Thánh Thần. Và ba ngôi đó, ba Thiên Chúa đó là một Thiên Chúa duy nhất. Chúa Giêsu đã có lời nói với lại các môn đệ: các con hãy đi ra giảng tin mừng, hãy làm kết nữa trong danh Cha và Con và Thánh Thần. Có một số người, và chính vì trong cái sự mặc khải của Thiên Chúa đó mà những thần học công giáo lại dùng vào sự mặc khải của Chúa Giêsu và sử dụng những từ ngữ của triết học Hy Lạp mà giải thích cho chúng ta biết ở Thiên Chúa là một bản thể duy nhất, không có hai. Nhưng trong Thiên Chúa đó có ba ngôi. Ngôi thứ nhất là Cha và đấng tạo nên trời đất. Ngôi thứ hai là Con đã thương yêu hiến tế để cứu độ. Và ngôi thứ ba là Chúa Thánh Thần để thánh hóa và để phù trợ cho chúng ta. Ba ngôi đó là một Thiên Chúa. Các người cũng tìm cách giải thích cho chúng ta dễ hiểu hơn qua cái hình thể của nước. Nước ở ba trạng thái khác nhau. Ở một ly nước ở trạng thái lỏng, ở trạng thái đặc là đá lạnh, và ở trạng thái hơi đó là hơi nước. Nhưng trong ba cái trạng thái khác nhau đó cũng chỉ là nước. Nhưng thưa ông bà và anh chị em, dù cách nào giải thích đi nữa cũng không thể nói hết tất cả trọn vẹn cái chân lý của mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Thiên Chúa là vô hạn, nhưng trí hiểu biết của chúng ta và người là giới hạn. Do đó chúng ta đến với mầu nhiệm một Thiên Chúa ba ngôi không phải bằng những cái tính toán tại sao một là ba mà ba là một, mà chúng ta đến với mầu nhiệm một Thiên Chúa ba ngôi là bằng từ chính trái tim của chúng ta và bằng từ cái niềm tin và những gì Chúa Giêsu đã mặc khải để dạy dỗ chúng ta. Và hơn thế nữa, để qua đó chúng ta nhận thấy cái mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi là mầu nhiệm của sự nghiệp nhất, là mầu nhiệm của tình thương của Thiên Chúa. Và hơn thế nữa, chúng ta được mời gọi để sống trong cái mầu nhiệm của Thiên Chúa ba ngôi để nhận ra đó ngọn lửa tình yêu bùng cháy trong tâm hồn của mọi người chúng ta, để chúng ta đem cái ngọn lửa tình yêu đó vào cuộc đời, để biến đổi cuộc đời dễ sống hơn, dễ chịu hơn, đáng sống hơn, bình an hơn. Vì thật sự chúng ta đã sống trong mầu nhiệm sự nghiệp nhất với tình thương của ba ngôi Thiên Chúa. Hôm nay cũng là ngày Father Day. Con xin chúc mừng ngày Father Day đến với lại quý cụ, quý ông, quý bà, quý bác, chú, quý anh và ngay cả con. Có một câu chuyện của một sơ ở Việt Nam qua đây đi công tác để sơ về giúp cho những người nghèo ở Việt Nam. Sơ kể, ngày xưa gia đình sơ rất là nghèo. Khi xưa mẹ của sơ bị bệnh nhưng bị nghèo nên đã không có thuốc thang được cửa nhưng đã qua đời. Chỉ còn lại một người bố ở vậy, hàng ngày đặt xích lô để kiếm tiền nuôi ba đứa con. Mặc dù cũng nghèo đói, nhưng người bố vẫn để cho ba chị em sơ ăn mặc đầy đủ, tươm tất, không hơn những người khác, nhưng không
không biết nổi phải đặt rưỡi ngày hạn. Một ngày kia, bố đặt xích lô, chở ba chị em đi học. Hôm đó bố để cho ba chị em đặt xích lô cho ba chị em đi học. Hôm đó bố để cho ba chị em đứng trước tới trước cửa trường. Thì ngay lúc đó, cô giáo đi ra cầm ba tay ba chị em đi vào. Nhưng đi được vài bước thì cô giáo hỏi Sơn, con đã trả tiền cho ông tặng ông đặt xích lô chưa? Sơn quay lại nhìn thấy người đặt xích lô là bố của mình, nghèo nàn ăn mặc cũ kỹ, đôi dép thì tăm mòn. Sơn bắt ở ông nhận đó là bố của mình. Sơn quay lưng đi nhanh mình chưa? Nhưng đi được một khoảng thì Sơn hối hận, Sơn muốn quay trở lại xin lỗi bố. Nhưng khi đến cổng trường thì người cha nghèo khó đã cọc cạch trong chiếc xích lô cũ kỹ, đã mời dần trong bóng trời để mưu sinh. Sơ hối lầm và sơ đã khóc cho cái lỗi lầm của mình. Ngày hôm sau, bố đặt xích lô chở ba con đi học. Cái ngày hôm đó thì bố để cho ba con ở trước cổng trường, thì bố không muốn cho ba đứa con mặc cảm gì mình. Nhưng lúc đó sơ quay lại sẽ nói với bố, bố ơi, bố cho chúng con xuống ngay cửa cổng trường đi. Thì khi tới cổng trường, trong lúc mà bạn bè đi vào cổng trường học, thì sơ luồn ra phía sau chiếc xích lô, sơ cầm tay của bố mình, sơ nói, con cảm ơn bố. Và sơ dúi vào trong tay của bố cái nửa phần xô là phần ăn mà người cha già, người cha nghèo khó đó là cặm cụi dậy sớm để làm cho các con ăn để cho đỡ đói trong ngày. Sơ nói, con cảm ơn bố. Bố con ăn phần ăn ngày qua ăn hết, bố ăn để cho có sức. Thì khi vừa nói như vậy thì đôi mắt của người cha nghèo khó đã ngấm lên những giọt lệ. Những giọt lệ không phải vì đời sống khổ cực, nhưng đó là những giọt lệ mừng vui, và trên gương mặt của ông đã nở một cười hạnh phúc. 10 năm sau, sơ tốt nghiệp trung học và sơ đi sinh vào nhà dòng, sơ khấn tất cả trọn đời của mình cho Thiên Chúa. Sơ cảm ơn Chúa đã ban tặng cho sơ một người cha đã hy sinh cái hạnh phúc của mình để nuôi đàn con lớn lên trong tình cha. Tập bày cho bà anh chị em, cái tình của người cha chắc chắn không nhỏ hơn cái tình yêu của người mẹ dành cho con cái. Cũng chỉ vì người đàn ông khô khan, nhiều khi nóng nảy, không có đủ kiên nhẫn để biểu lộ cái cảm xúc yêu thương của mình ra. Nhưng khi đứa con đã có cái chuyện gì thì chính người cha và người mẹ là những người đầu tiên chạy đến đứa con để ôm ấp, để dỗ dỗ về, để yêu thương và để nắm đỡ. Ngày hôm nay con xin chúc cho tình cha cho mỗi người chúng ta luôn luôn được bền vững, để chúng ta xây dựng gia đình của mình thành một tổ ấm yêu thương và hạnh phúc, để chúng ta xây dựng gia đình mình được lớn lên trong cái vòng đẹp nhất và yêu thương của ba ngôi Thiên Chúa. Cho con có một lời cảm ơn các anh và các em trong ngày qua trở về. Hai ca các con chữ gì? Tomorrow is Father Day. I remember last time I asked you to say Happy Mother Day and the Mother Day, and some of you came to me and said you did. And today I want to do the same thing. Say Happy Father Day today. Honestly, I tell you the truth. Father, we, me, and some of the family right there, they want to say Happy Father Day today. But we can't do it. Our Father has died. You said that they can hear. And you look here and us, do it. Say Happy Father Day, Eddie. You promise?